Chương 20. Một ngày trong những ngày đó, Đức Chúa Giêsu đương dạy dỗ dân chúng trong đền thờ và giao truyền tin lành, thì các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo và các trưởng lão đến thình lình hỏi Ngài như vậy: "Hãy nói cho chúng tôi, bởi quyền phép nào mà Thầy làm những điều này, hay là ai đã ban cho Thầy quyền phép ấy?" Ngài đáp rằng: "Ta cũng hỏi các ngươi một câu, hãy nói cho ta, phép báp têm của răng đến bởi trên trời hay là bởi người ta?" Và những người ấy bàn cùng nhau rằng: "Nếu chúng ta nói bởi trời, thì người sẽ nói với ta rằng, vậy sao các ngươi không tin lời người? Lại nếu chúng ta nói bởi người ta, thì cả dân sự sẽ ném đá chúng ta, vì họ đã tin chắc rằng răng là một đấng tiên tri." Vậy nên họ trả lời rằng không biết phép ấy bởi đâu mà đến. Đức Chúa Giêsu bèn phán rằng: "Ta cũng không nói cho các ngươi bởi quyền phép nào mà ta làm những điều này." Đức Chúa Giêsu phán cùng dân chúng lời thí dụ này: Người kia trồng một vườn nho, đã cho kẻ trồng nho mướn, rồi bỏ xứ đi lâu ngày. Đến mùa nho, chủ sai một đầy tớ tới cùng những kẻ trồng nho, đặng nhận một phần hoa lợi. Xong bọn trồng nho đánh đầy tớ, đuổi về tay không. Chủ lại sai một đầy tớ khác nữa, xong họ cũng đánh, chửi và đuổi về tay không. Chủ lại sai đầy tớ thứ ba, xong họ cũng đánh cho bị thương và đuổi đi. Chủ vườn nho bèn nói rằng: "Ta làm thế nào? Ta sẽ sai con trai yêu dấu ta đến, có lẽ chúng nó sẽ kính nể." Xong khi bọn chồng nho thấy con trai ấy, thì bàn với nhau như vậy: "Kìa, ấy là con kế tự, hãy giết nó, hầu cho gia tài nó sẽ về chúng ta." Họ bèn liệng con trai ấy ra ngoài vườn nho và giết đi. Vậy, chủ vườn sẽ xử họ làm sao? Chủ ấy chắc sẽ đến, diệt những kẻ chồng nho này, rồi lấy vườn giao cho người khác. Ai nấy nghe những lời đó thì nói rằng: "Đức Chúa Trời nào nỡ vậy?" Đức Chúa Giêsu bèn ngó họ mà rằng: "Vậy thì lời chép, hòn đá thợ xây nhà bỏ ra trở nên đá góc nhà nghĩa là gì? Hễ ai ngã nhầm đá này thì sẽ bị dập nát, còn đá này ngã nhầm ai thì sẽ dập người ấy." Chính giờ đó, các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo tìm cách giết Ngài, vì hiểu Ngài phán thí dụ ấy chỉ về mình, nhưng lại sợ dân chúng. Họ bèn dòm hành Ngài, sai mấy kẻ do thám giả làm người hiền lành để bắt bẻ Ngài trong lời nói, hầu để nộp Ngài cho kẻ cầm quyền và trong tay quan tổng đốc. Những người đó hỏi Đức Chúa Giêsu câu này: "Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy nói và dạy dỗ theo lẽ ngay thẳng, không tư vị ai, lấy lẽ thật mà dạy đạo Đức Chúa Trời. Chúng tôi có nên nộp thuế cho Cê-gia hay không?" Song Đức Chúa Giêsu biết mưu họ thì đáp rằng: "Hãy cho ta xem một đơ-ni-ê. Đơ-ni-ê này mang hình và hiệu của ai?" Họ thưa rằng: "Của Cê-gia." Ngài bèn phán rằng: "Vậy thì của Cê-gia hãy trả lại cho Cê-gia, của Đức Chúa Trời hãy trả lại cho Đức Chúa Trời." Trước mặt dân chúng, họ không bắt lỗi lời Ngài phán chi được, và lấy lời đáp của Ngài làm lạ thì nín lặng. Có mấy người Sa-đu-xê là người vẫn quyết rằng không có sự sống lại, đến gần Đức Chúa Giêsu mà hỏi rằng: "Thưa Thầy, Môi-se đã truyền lại luật này cho chúng tôi: nếu người kia có anh cưới vợ rồi chết không con, thì người phải cưới lấy vợ quá đó để nối dòng cho anh mình. Vậy có 7 anh em. Người thứ nhất cưới vợ rồi chết không con, người thứ hai cũng lấy vợ đó, rồi đến người thứ ba, hết thảy 7 người cũng vậy, đều chết đi không có con. Và lại, người đàn bà cũng chết. Vậy thì đến ngày sống lại, đàn bà đó sẽ là vợ ai? Vì 7 người đều đã lấy làm vợ." Đức Chúa Giêsu phán rằng: "Con cái của đời này lấy vợ gả chồng, song những kẻ đã được kể đáng dự phần đời sau và đáng từ kẻ chết sống lại thì không lấy vợ gả chồng. Bởi họ sẽ không chết được nữa, vì giống như các thiên sứ và là con của Đức Chúa Trời, tức là con của sự sống lại. Còn về sự kẻ chết sống lại, Môi-se đã cho biết trong câu chuyện về bụi gai, khi người gọi Chúa là Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Isaac và Đức Chúa Trời của Jacob. Vậy Đức Chúa Trời không phải là Đức Chúa Trời của kẻ chết, nhưng của kẻ sống, vì ai nấy đều sống cho Ngài." Có mấy thầy thông giáo cất tiếng thưa Ngài rằng: "Lạy Thầy, Thầy nói phải lắm." Họ không dám hỏi Ngài câu nào nữa. Đức Chúa Giêsu hỏi họ rằng: "Làm sao người ta nói được rằng Đấng Christ là con vua David? Vì chính vua David đã nói trong sách Thi Thiên rằng: Chúa phán cùng Chúa tôi rằng, hãy ngồi bên hữu ta, cho đến khi ta bắt kẻ nghịch ngươi làm bệ trơn ngươi.
Vậy vua David gọi ngài bằng Chúa, có lẽ nào ngài là con vua ấy được? Khi dân chúng đương nghe, thì ngài phán cùng môn đồ rằng, hãy giữ mình về các thầy thông giáo, là người ưa mặc áo dài đi dạo và thích những sự chào hỏi giữa chợ, muốn ngôi cao trong nhà hội, ngồi đầu trong tiệc lớn, làm bộ đọc lời cầu nguyện dài, mà nuốt gia tài của đờn bà quá, họ sẽ bị đoán phạt nặng hơn.